Dùn Phạm, tôi bị đột quỵ, té ngã, đó là trải qua cảm giác cận kề cái chết. Hai năm trở lại đây, dịch Covid xuất hiện và bùng phát ở nhiều nơi. Các nghệ sĩ hủy show diễn hàng loạt, không có việc làm và phải ở nhà giãn cách suốt một thời gian dài. Xuất hiện trong chương trình Góc nhìn cuộc sống qua nhân số học của MC Quỳnh Hương, cựu thành viên 365 đã có nhiều chia sẻ gây sốc trong quãng thời gian này. Mở đầu chương trình, Dùn Phạm chia sẻ anh là một người rất ham làm, chỉ cần rảnh rỗi là anh sẽ bức bối không chịu được. Trong mùa dịch, việc bắt buộc phải ở tại nhà khiến nam ca sĩ không ăn không ngủ được trong suốt một năm và thường xuyên có suy nghĩ tiêu cực. Đầu năm 2021, cảm thấy vui vẻ vì Tết có nhiều show, cựu thành viên 365 đi ăn uống, nhậu nhẹt với bạn bè. Nam ca sĩ không ngờ rằng ngày hôm đó sẽ diễn ra sự việc kinh hoàng khiến anh nhớ mãi tới sau này. Mọi thứ đều tốt như thế khiến tôi ỷ lại vào bản thân nên mới nhậu hết mình. Nhậu xong, tôi về bị một cú chí mạng. Lúc đó đã 4 giờ sáng nhưng tôi bị mất ngủ nên cứ kiếm đủ chuyện để làm. Thế là tôi bị đột quỵ, té ngã. Cú té ngã đó tuy không làm tôi đau nhưng khiến tôi bất chợt nhận ra chuyện gì đang xảy ra với mình thế này. Tôi cảm thấy không ổn nên lên giường nằm ngủ ngay. Nhưng càng làm thì dây thần kinh của tôi càng căng ra, tôi cảm nhận rõ dòng máu trong mình đang chạy không ổn. Dùn Phạm nhớ lại. Dù sự việc đã diễn ra được gần nửa năm, song giọng ca Bống Bống Bang Bang vẫn chưa hoàn hồn. Tôi nghĩ nếu không làm gì ngay thì tim tôi sẽ vỡ ra. Đúng lúc đó là 5 giờ sáng, con mèo nhà tôi kêu nên tôi bò từ giường ra vườn hít thở không khí. Nhưng mọi thứ ngày càng khủng khiếp, chao đảo trước mắt tôi khiến tôi hoảng sợ. Tôi nhắm mắt lại và thấy tất cả người thân đã mất cũng như hiện tại của mình. Đó là trải qua cảm giác cận kề cái chết. Những lời tâm sự của Dùn Phạm khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Từ sau sự việc này, anh đã dần ổn định, lấy lại tinh thần và tập trung bắt tay vào công việc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.